Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junior Supercar Vlog. Như vậy thì sau rất nhiều thành công với U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, mới đây thì tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chi hơn 2 tỷ đồng để tậu về cho mình chiếc GLC 300 Formatic phiên bản 2020 lắp ráp trong nước mới được ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu. Chiếc này thì có giá bán tiêu chuẩn là 2 tỷ 399 triệu đồng. Tuy nhiên với một KOL như Nguyễn Quang Hải thì chắc chắn giá bán sẽ giảm hơn một chút, trong đó khoảng mười mấy phần trăm giá trị của xe. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là cầu thủ thứ ba tại đội tuyển Việt Nam sở hữu một chiếc GLC. Trước đó, trước Quang Hải thì có hai trung vệ khác, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng chính là cầu thủ đang xuất hiện trên hình cùng với vợ của mình đi nhận một chiếc GLC 300 AMG, áo ngoại thân màu đỏ cực kỳ bắt mắt luôn. Tuy nhiên GLC 300 của Bùi Tiến Dũng thì là phiên bản trước, không phải là phiên bản mới nhất tại thị trường Việt Nam. GLC 300 thì thời điểm mà Bùi Tiến Dũng tậu về có giá bán hơn 2,2 tỷ đồng, thấp hơn một chút so với chiếc GLC 300 của Nguyễn Quang Hải mới tậu cách đây không lâu. Tuy nhiên đời mới thì cũng tắt được đời cũ, đó là điều mà rất là dễ hiểu bởi vì phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Đức về Việt Nam có giá bán lên đến 2 tỷ 559 triệu đồng và chỉ có 300 chiếc đã bán hết trước khi chiếc GLC 300 lắp ráp trong nước ra mắt thị trường Việt Nam. Trước cùng với Bùi Tiến Dũng thì một trung vệ khác, đó là trung vệ Nguyễn Duy Mạnh, cũng đã tậu về cho mình một chiếc GLC 300 xanh dương pha chút tím than cực kỳ bắt mắt. Trung vệ này mua xe cùng người yêu của mình, đó là hot girl Quỳnh Anh, là con của một đại gia có tiếng trong giới bóng đá. Chiếc GLC của Nguyễn Duy Mạnh thì cũng có giá bán là hơn 2,2 tỷ đồng, tương tự như chiếc của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì chiếc GLC 300 của Nguyễn Duy Mạnh đã được độ lại lưới tản nhiệt cũng như lắp một số cái đồ độ trông nó chất hơn khá là nhiều. Về chiếc GLC 300 Formatic của Nguyễn Quang Hải mới tậu vào buổi sáng ngày hôm nay thì đây là phiên bản mới nhất của GLC tại thị trường Việt Nam, ra mắt vào đâu đó hồi đầu tháng 3, cách đây khoảng 2 tuần gì đó, có giá bán 2 tỷ 399 triệu đồng. Một số thay đổi ở ngoại thất bao gồm bộ mâm 19 inch, lớp kích thước lốp là 235/55 như các bạn đã thấy trên hình. Kích thước đây là bộ mâm 5 chấu hình ngôi sao tương tự như của C300 AMG. Đầu xe thì nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mới, đèn pha LED multibeam tương tự như S-Class. Cấu hình của đèn định vị cũng kiểu mới. Tổng thể của chiếc GLC 300 thì vẫn tương tự như chiếc đời cũ. Như mình đã nói trước, chỉ có một số thay đổi thôi như bơm đèn pha lưới tản nhiệt, cũng như cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D phía sau với những cái đèn LED tinh thể nhìn rất là ấn tượng luôn. Bên trái thì có logo của GLC 300 và bên phải là dòng chữ Formatic tương tự như GLC 300 đời cũ. Cản sau thì tích hợp chủ bóng xả làm từ kim loại, những cánh chia gió nhỏ tăng thêm tính thể thao chiếc GLC. Cốp chứa đồ thì có cửa là đóng mở điện, rất hiện đại luôn. Không gian chứa đồ cũng rộng rãi, đủ cho Nguyễn Quang Hải có thể mang theo vali, đồ đá bóng của mình trong những chuyến du đấu tại các câu lạc bộ trong nước cũng như đi lên sân bay để đi ra nước ngoài thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nội thất sang trọng đẳng cấp bên trong của chiếc GLC 300 thì vẫn tương tự như đời cũ, có cấu tạo tương tự, có gỗ ốp thì đã không còn là gỗ bóng mà là gỗ sần để tránh bám vân tay. Những cái chi tiết như cửa gió điều hòa, nút bấm thì vẫn tương tự đời cũ. Có chi tiết Stuttgart trên hệ thống Command Online thì đã được điều chỉnh giúp nó nhạy hơn và dễ di chuột hơn. Không gian cho hàng ghế thứ hai là khá rộng rãi, với 3 chỗ ngồi hoặc là 2 chỗ ngồi khi các bạn hạ cái bệ tí tay tích hợp khay để cốc ở giữa xuống. Có cửa gió điều hòa riêng cho khoang sau, hệ thống loa là hệ thống loa Boommaster cao cấp. Đây là cái màn hình phía sau vô lăng, hiển thị dạng điện tử rất hiện đại với hai cái ống hai bên, giúp cho người lái có thể cảm nhận như mình đang ngồi trong một chiếc xe đua của Mercedes-Benz. Màn hình trên GLC 300 mới thì đã được trang bị màn hình trên C300 AMG đời mới thì đã có tính năng cảm ứng các bạn nhé. GLC đời cũ thì không có, tuy nhiên đời mới thì đã có khả năng điều chỉnh bằng cảm ứng kết hợp với Command Online. Đó chính là một cái nâng cấp của GLC 300 2020. Khối động cơ trên GLC 300 AMG 2020 là khối động cơ 2.0 lít tăng áp,
có công suất tối đa là 258 mã lực, mô men xoắn cực đại đâu đó khoảng 400 Nm, hệ dẫn động là dẫn động Formatic. Một số chia sẻ của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang nhé.